Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hiện tại giờ mình có mặt tại thành phố Garden Grove. Hôm nay mình đưa cô chú bác và anh chị em đến một cái căn nhà hơi đắt tiền. Đó là cái căn nhà này hiện tại giờ là theo mình biết là gần 3.000 square feet diện tích ở và bán cái giá là cỡ 2 triệu 2 hơn là dưới 2 triệu 3. Mà trong cái khu này là có cổng đi vô anh chị em cô chú bác. Mà trong này thì lần đầu tiên mình bước vào những cái khu mà cũng nằm trong cái khu người Việt của mình, mà có một cái nơi mà nó rộng rãi mà nhà cửa to mà có cái cổng đi vô như vậy anh chị em cô chú bác. Trong này rất là yên tĩnh, chỉ có người trong này mới được vào trong này thôi nha. Là vì đi vào là phải có cái cổng đó. Và thôi giờ không để cho cô chú bác chị em chờ nữa, giờ mình sẽ với anh chị em cô chú bác đi vào đó để xem căn nhà này có gì đặc biệt mà lại cái giá tới 2 triệu 2 anh chị em cô chú bác nha. Wow, đây anh chị em cô chú bác, mình đang đứng trong cái khu vực này là cái khu vực có cổng đi vào nha. Cái căn nhà này là tới 2.700 square feet. Cái cửa xe gara là cũng là bằng gỗ này. Xe là cái sân ở trước là chạy xe chạy vòng được luôn anh chị em chưa cô bác nhá. Phải nói căn nhà này một tầng thôi mà rộng thênh thang luôn. Một cái không gian phải nói là đúng là giống như biệt thự anh chị em cô chú bác. Cô chú bác nhìn thấy những căn nhà ở trước không? Nhìn nó cũng rộng mênh mông luôn. Đó, bãi cỏ rộng thênh thang luôn này. Nhà này phải nói là đúng rất là yên tĩnh mà rất là đẹp luôn á. Mình review ở ngoài xong xuôi rồi mình sẽ đi vào trong review ở trong cho cô chú bác xem nha. Đây, cái đường xe chạy vòng ra này, thôi chứ không cần ra lui đâu. Rồi, giờ mình sẽ đi vào trong này. Mình quay từng cái chi tiết vì căn nhà này nó đặc biệt quá cho nên mình quay từng chi tiết nha. Gian của cái phòng khách rất rộng. Ra nó làm mấy cái tủ sẵn luôn này. Office, mình nghĩ đây là cái office. Wow, cái phòng ngủ đây là một cái phòng ngủ này nó nằm mà cửa sổ nhìn ra phía trước được cô chú bác này. Rồi, đây một cái phòng ngủ nữa. Cái phòng ngủ này cũng có cửa sổ nhìn ra trước rồi này.
phụ bát có cái jacuzzi nằm này, có phòng tắm này. Phòng này nhìn ra cái phía sau được này. Cái phòng master. Đây cái không gian ở phía sau anh chị em cô chú bác, người ta làm cái mái sảnh đây này. Ở đây có cái bộ bàn ghế này. Ủa, phải nói là cái nhà này có cái bác gia phía sau, phải nói là đúng là như là một cái lộng lẫy như cái biệt thự anh chị em cô chú bác nha. Nhà này rất là, cái nhà này phải nói là sân chơi phía sau là đúng tuyệt vời luôn đó. Thêm thang luôn, cái mái người ta làm sẵn hết trên này. Nhà này có hồ bơi nha. Này cái có hồ bơi, có cái cổng rào lại luôn này. Đây có cái lò nướng barbecue, có cái chỗ này bỏ mấy cái ghế nữa ngồi đốt lửa. Ngoài này có hệ thống nước luôn nhé, rất đẹp. Đầu kia có cái nhà nhỏ nhỏ, có cái chòi. Khoái cái sân sau này nhé, sân sau này phải nói là rất rộng rãi đẹp. Bỏ coi như ở sau này và party cả mấy trăm người anh chị em quý bác nhé, cái sân sau này party là mấy trăm người đó. Để từ ngay cái chỗ này anh chị em quý bác, từ đầu kia kìa mà qua tốt bên phía kia luôn kìa, nó rộng thênh thang luôn. Cho nên trước khi mình rời căn nhà này, mình phải quay thêm một vòng nữa để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Đây, mình sẽ chạy một vòng để cho cô chú bác và anh chị em chiêm ngưỡng cái khu vực của những cái căn nhà mà lộng lẫy giống như biệt thự tại trong cái khu vực này. Rồi, hôm nay cô chú bác nhìn thấy căn nhà mới, mình mới review xong chưa? Căn nhà này là bán là 2.274.900, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2.700 square feet, đất là 0.5 acre lot, là cũng là mấy chục ngàn square feet đó anh chị em cô chú bác. Một căn nhà rất là lớn. Thường thường mình nhà mà 2.700 square feet mà cái nhà trệt á, cho nên khi mình đi vào là mình thấy căn nhà rộng thênh thang luôn. Cái căn nhà này á, mình cũng không ngờ là cái tiền hoa là nó rẻ vậy. Cái tiền hoa thường thường những căn nhà này thì mình cứ dự đoán là cái tiền hoa cũng phải là 300-400 một tháng, nhưng đều không ngờ có 90 đồng một tháng thôi anh chị em cô chú bác, là nó gọi là trong cái khu mà có cổng đi vào đó. Thì cái khu này rất an toàn, nó nằm ở từ đây mà chạy lên Phước Lộc Thọ thì theo mình nghĩ cỡ 12 phút. Và cái căn nhà này nó không có lầu,
cái nhà trệt, cho nên vô là rộng thênh thoang luôn. Bếp rồi cái không gian trong nhà rất là rộng rãi. Tại sao căn nhà này rộng vậy mà người ta làm có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm? Là vì mình thấy căn nhà này người ta khi mà build căn nhà này mình thấy người ta sử dụng cái sân chơi nhiều hơn. Chứ không, cái quan trọng người ta không có quan trọng về cái chỗ mà ngủ nghỉ. Sân chơi nhiều hơn thì giống như cô chú bác và anh chị em xem cái video đó thấy là cái không gian phòng khách rồi phòng bếp rồi cái sân chơi ở phía trước và phía sau nhà nó rộng bát ngát thênh thang luôn, cho nên những căn nhà này mà thuộc về cho những người mà thích tụ tập party đồ á là tuyệt vời. Ê, thực sự ra mà nói là cái căn nhà mà như vậy mà cái giá hiện tại giờ mà dưới 2.3 triệu mà so ra ở đây á thì theo mình nghĩ nó cái giá đó cũng ok, chứ không phải là cái giá này đắt. Thì mình ít khi mà mình quay những cái căn nhà mà để gửi đến cho cô chú bác là những căn nhà mấy triệu lắm, là vì mình biết được là người Việt mình là cũng mình hay quay những cái căn nhà nó gọi là vừa túi tiền thôi, nhưng điều lâu lâu thì mình cũng xem vào cái căn nhà lộng lẫy đẹp để cho cô chú bác không mua thì mình ngắm căn nhà cũng được. Chính mình cũng vậy, mình cũng thích đi xem những cái căn nhà để mình học hỏi thêm những cái cách mà người ta trang trí và cái cách người ta làm cho cái căn nhà và sân vườn như thế nào. Cái đó cũng là một cái sự trải nghiệm để mình học hỏi thêm anh cho em mua cho bác. Nếu mà mình không có đủ khả năng mình mua thì mình xem thôi, giống như mình đây thì mình cũng đi xem giống như cô chú bác và anh chị em thôi, và đồng thời biết cho được cũng có nhiều cô chú bác và anh chị em có cái nhu cầu và đang đi kiếm những căn nhà như vậy. Thì muốn sống trong một cái khu yên tĩnh mà cũng gần khu Việt Nam nữa thì cái này cũng là một cái điều tốt. Là vì hiện tại giờ mà mình mua ở Fountain Valley á, là nhà 1 triệu, nhà mà cỡ 1.7-1.8-1.9 là cũng cỡ 2.200-2.300 square feet đó, thì nó không được rộng rãi vậy mà nhà lầu nữa, còn đây là nhà trệt. Và cái nhà này thì không cần phải làm gì hết, chỉ cần đi vào là ở thôi. Cái nhà này mà mỗi khi mà có party á, kể cả 200 người cũng vẫn chứa được anh chị em cô chú bác nha. Vì mình thấy có hồ bơi, cái sân sau là phải nói party là tuyệt vời. Cái sân trước đậu xe rộng rãi, chạy xe chạy vòng chứ không cần phải ra lui. Mà trong cái khu này mà nếu đặt trường hợp mà ai có con cái còn nhỏ thì ở trong này cũng rất tuyệt vời luôn. Là vì sao? Là vì không có sợ là xe cổ chạy nhiều. Là vì trong đó chỉ có, mình nghĩ trong này có mấy chục căn nhà mà có cái cổng nữa, cho nên chỉ có những người ở trong này thì người ta mới lưu thông trong đó thôi, chứ còn ngoài ra ở ngoài thì không được vào. Hôm nay là cái ngày open house cho nên mình nghĩ chắc có lẽ là người ta để cái cổng cho những người vào xem nhà, người ta không cần phải bấm cái số đó anh chị em cô chú bác đó. Thì vào căn nhà nó rất là sáng sủa, cách người ta build á, căn nhà rất sáng sủa. Căn nhà này mình đoán không lầm là hình như là người ta xây năm 1950 mấy á, nhưng điều khi người ta ở căn nhà này người ta giữ rất là kỹ, cho nên làm cho căn nhà nó vẫn còn good, còn tốt, cho nên mình thấy căn nhà này rất là hay cho những người mà đủ khả năng. Cái nhà này thì mình thấy cái màu sơn nó cũng hợp, cũng đẹp, cái màu nó cũng sáng sủa đó. Ở sân sau có hồ bơi. Cái nhà này mà cái chủ cũ thì theo mình biết là người ta giữ rất sạch sẽ, thì căn nhà nó mới được tới ngày hôm nay nó vẫn được còn mới mẻ và tốt như vậy đó. Thôi mình lâu lâu mình bỏ lên một cái căn nhà đẹp lộng lẫy để chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Thôi mình xin dừng video đây. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Nếu mà ai xem video mình mà chưa đăng ký thì cho mình xin một cái đăng ký để có những cái video mới ra cập nhật và gửi đến cô chú bác và anh chị em, cô chú bác và anh chị em biết để bấm vào xem. Thôi mình một lần nữa mình cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều đã ủng hộ kênh của mình bấy lâu nay. Và nhiều cô chú bác rất theo dõi về nhà cửa của mình khi mình bỏ lên. Cảm ơn cô chú bác và anh chị em nghe. Chúc cô chú bác và anh chị em mạnh khỏe nha. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.